Hello, xin chào tất cả mọi người. Clip này thì mình sẽ làm về khẩu M240B Tesla, một khẩu súng mới vừa update vào kho đồ của mình. Cái khẩu này hình như trên PC nó có rất là nhiều đạn, nhưng ở trên mobile thì nó rất là ít. Chắc là mình chưa cộng mắc thiên phú. Rồi mà hình như trên PC cũng không có thiên phú mà. Mà hai bản khác nhau, không thể so sánh được. Đây rồi, đôi dài. Đây, sau lưng bạn đi. Rồi, liếc nhanh lắm cơ. Đúng rồi. Chị Cương Thi, chị ấy nhìn mình kìa. Chúng mày ơi, té thôi. Rồi đây đây. Này thì bay như chim này. Thôi thôi xong rồi. Này thì cố la liếm thằng tơ này. Cứ tưởng là nó AFK thôi. Rồi té. Sau ngày hôm nay nhiều Cương Thi nhở. Rồi free con nào không free. Cứ đè free con Cương Thi. Nó làm chúng tôi không thể săn được. Rồi lên quay tay thôi. Nhìn bà tơ kìa. Bà ấy đứng như một vị thần. Thế không thằng nào là vào la liếm. Nói chung là không thể la liếm được. Tại vì Cương thì nó cứ vòng vòng xung quanh như thế này. Rồi tôi xong rồi. Cái tội. Ôi giời. Dư, đứng lại. Đứng lại không thì bảo. Thôi tôi xong rồi. Chắc là mình sẽ biến luôn. Chứ không thì dễ tạch lắm. Rồi thôi. Đồng lắm cơ. Cứ toàn Cương thi mà dã thôi. Đây rồi. Này thì Cương thi. Ôi giời ơi. Đồng vãi. Này đi Cương với Thi này. Hỏi lên đây. Lên đây. Lên đây. Trời yêu lắm cơ. Yêu lắm. Thương lắm. Mà không tắm thì thúi quắc à. Rồi chị Tơ chị ấy. Úi xưa. Cái thằng nào nó cào mình. Nó lách qua như một vị thần đấy nhở. À. Chơi thử này. Ô thằng này chưa chết à. Hư cấu vậy. Này thì cố này. Cứ đi gần vào. Đàm nó to chả bá à. Cứ lao vào là biết mùi. Chỉ có bao nhiêu là sát thương. Rồi giờ này thanh niên tơ vẫn còn ném bom. Cạn lời. Khô lời. Sa mạc lời. Vâng. Thế tiếp theo thì mình sẽ cố gắng cận chiến nha. Cái pha lúc nãy cái con cương thì nó chạy nhìn quá các bạn ạ. Không biết là nó uống nước tăng lực gì mà nó lại... Chắc là nó uống rocket 1 giờ. Thế luôn. Nick nào. Chạy nhanh hơn review VIP này. Con đấy là hình như là chỉ nhảy cao thôi. Làm gì có chạy nhanh ta. Quá là hư cấu luôn. Mình cầm review VIP mà mình đuổi theo không kịp mà. Rồi anh tờ chết. Đèn cho bạn rồi. M240 ấy chết nhầm. M249 đen xì. Ném bom đâu ấy. Rồi thì tờ không thể di chuyển được. Tại vì một mẻ đạn nó dã vào mồm mà. Sao mà đi được. Rồi nhấp nháy. Yếu thế. Ê, phòng này không biết tại sao thấy M240B Tesla không chát lên ầm ầm nhỉ. Quá là hư cấu luôn. Bình thường súng mới người ta hay chát lên hỏi lắm. Rồi một mẻ người ở trên khu vực à. Đây 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 đây. Đây. Ôi giời ơi. Quay lại kìa. Này thì lao vào này. Nghĩ gì. Ăn mình dễ vậy á. Mình thì mình đánh giá mình là một con người ngây thơ. Cực kỳ trong sáng. Nhưng cũng không dễ lừa tình mình vậy đâu. Mày quay lại đây bạn ơi. Đấy đúng rồi. Đi đúng đường rồi. Rồi tới xong rồi. Bạn đi đúng đường rồi. Bạn đi. Ôi giời. Thôi vĩnh biệt bạn Cương Thi. Dạo này hơi bị nhiều Cương Thi mà. Chết bớt đi. Nhiều lắm không thể ngửi được. Chết nhanh vậy. What the hell. Không thể tin được. Chỉ mới biến hero mới một nôn nhàng thôi. Tạch rồi. Rồi. Rất là cố gắng. Mình đánh giá cao sự cố gắng của bạn. Nhưng mình phải biến hero đây. Con này nó ép người quá đáng. Rồi lừa tình thôi. Rồi tơ nhìn cái mặt. Dễ thương. Dễ thương. Tôi xong rồi. Một viên nữa. Một viên nữa. Vĩnh biệt. Thằng tiếp theo. Thằng tiếp theo. Trời ơi. Cương Thi mà tay không như này thì làm gì được ai. Phải có móng cào cơ. Rồi.
Hết giờ, xong rồi. Mình cầm theo quả bom Getu, nhưng mình không có cơ hội được dùng. Chắc là mình sẽ sớm có cơ hội dùng thôi. Chẳng qua thì muốn dùng được bom Getu ấy thì các bạn phải được tơ nó thương cơ. Nó thương lòng mà nó táng cho mình quả bom thối thì mình mới có cơ hội mà mình dùng được. Thế còn bình thường như này, bảo bố thằng nào dùng được, dùng cũng không có tác dụng gì. Thôi thì hãy đợi thằng tơ. Vâng, chơi chế độ dùng bay ký sinh mà nó trả cho mình ăn bom ký sinh thì thực là đau khổ. Rồi nhìn tơ nó bất lực cực luôn ý. Biết làm sao được, zombie nó ít mà. Té thôi. Vâng, đã thế thì nhìn kia còn cận chiến nữa. Ăn hết phần người ta. Ôi lỡ tay. Sorry bạn Hiền. Phát sau thì bạn sẽ ăn rìu thay vì ăn đạn. À, đây rồi. Phải quan sát đi em ạ. Đạn thì không thiếu. Tuy là số đạn nó khá là ít, nhưng đủ để bạn sấy một mả đạn. Ấy chứ nhầm, đủ để bạn sấy nguyên trận mà không hết đạn. Rồi lại chết. Úi giời, nhấp nháy này. Ôi lỡ tay rớt rồi. Đâu rồi bạn ơi? Đâu rồi? What the hell? Thôi té thôi. Té thôi chứ không nhây làm cái gì. Tìm không ra người. Nhớ nó cả một phát từ phía sau thì chết. Rồi khẩu này thì quay tay thì nó phải gọi là mắc phê rồi. Tại vì nó, mình thấy nó giống cái dòng M249 ý. Sấy không có giật nhiều. Đấy, tiến tới như một vị thần. Và thằng kia chết như một thằng đần. Té thôi. Bạn ơi chết đi. Ơ, cấu vậy? Thoát rồi à? Rồi xoay lưng lại. Cái gì mà xoay lưng lại? Trời ơi, nó cho mình ăn hàng dễ vậy nè. Rồi chúng ta sẽ cùng đợi hết trận này thôi. Tại vì trận này chả có gì thú vị. Thằng tơ thoát rồi. Mà cương thi nhiều lắm cơ. Không cào được thằng nào. Mình sẽ liều mạng. Liều mạng. Rồi lại đây. Ôi có hero này. Quá là hư cấu luôn. Rồi. Hay là ở những cái phút cuối. Các bạn hãy xem đây. Đấy. Lại đây. Này thì 55 sát khí này. Nghĩ gì? Mình cũng 55 sát khí bạn ơi. Đây hàng. Hàng nó cứ nhét vào mồm. Thơm thế cơ. Rồi lại quay lưng lại. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Rồi trận này cận chiến hơi bị nhiều. Cận chiến toàn AFK. Cạn lời. Rồi rớt xuống. Ơ không rớt xuống. Rồi tôi chết luôn rồi. Tiếc thế nhở. Cái pha đấy em rớt xuống là sóng rồi. Rồi 144 kill. Mong trận này sẽ hưởng thụ được những cái tinh hoa từ cái trái lựu đạn của Thanh Niên Tơ. Chứ bây giờ khát lắm rồi. Bình thường thì không thích, nhưng quay clip thì thích cơ. Yêu lắm. Đúng rồi, hôm nay có cầm theo quả bom kết tu mà không được cái quả mắm tôm ném vào. Để thanh lọc cơ thể. Rồi, bọn kia nó thẩm du kinh quá. Đậu xanh trận nào cũng thẩm du. Trận không có tơ thì tụi nó lao xuống săn như thần. Nhưng trận có tơ thì lại lên quay tay. Thế là cái phòng lại ít zombie. Vâng, chúng ta sẽ đi nghìn ngu thôi. Úi giời, từ từ. Làm gì mà căng vậy? Người ta chỉ sẩy chân một tí thôi mà. Ấy, sảy chân mà nó bắt sảy thai luôn anh em ạ. Bắt bà nó cái giáp. Phải giết thằng tơ trả thù. Đây rồi, đôi giày. À, AFK này. Trời ơi, đừng im. Ú à. Đâu rồi,
Trời ơi, ném bom một quả bom thôi mà chỉ có một thằng dính. Quá đen cho thanh niên to. Rồi, cố lên bạn nhá. Mình ủng hộ bạn. Mình sẽ tiếp tục lên trên này quay tay tiếp thôi. Cứ đi một vòng xem thằng nào có thể la liếm được là la liếm thôi. Á à, đủ. Trời ơi là trời. Hai con cương thi nó vào y cái lỗ. Nó thẩm du. Rồi một bé. Hết thời gian. Chịu rồi. Hôm nay chơi zombie nó khắm quá anh em ạ. Thực sự luôn ý. Toàn quay tay thôi. Được trận đầu. Trận đầu thì zombie hơi bị nhiều. Nhưng nó quá nhiều. Trời ơi ném bom nữa. Hay lắm. Đấy. Một quả bom nó chứa được bao nhiêu là tinh túy. Úi giời, kinh vãi. Ở sao móc luôn cơ. Nhưng chơi kill đặc biệt. Cái pha đấy mà chơi kill thường thì tuyệt vời đấy. Thôi là muốn ăn tất đây mà. Này thì ăn tất này. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với trận cuối. Ôi chán đấy nhở. Đây các bạn thấy không ạ? Mình không cắt ghép clip thì thực sự là không thể có trận nhiều zombie được. Cứ chơi nguyên một trận như thế này thì những trận sau nó rất ít zombie. Ít zombie thì anh em lại không muốn xem. Thế luôn. Ít zombie thì xem không đã bằng một trận mà. Rồi. Vâng, ít zombie thì mình sẽ tạo nhiều zombie nhá. Cay lắm rồi. Nãy giờ thẩm du hơi bị nhiều nhá. Úi giời, cố bắn đi. Bắn lần cuối. Rồi. Làm chia rẽ anh em. Thế đây nào. Một thằng biến zombie là sấp mặt. Nó bắn sấp mặt lờ. Trời ơi Gatling. Yêu lắm cơ. Khổ quá. Ở hero nhanh lắm. Các bạn ơi, các bạn thấy cái đôi tay mình nó nhanh không ạ? Quay tay xuyên suốt từ khi mà CM ra mà. Mà làm sao cũng nhanh được. Một trận mà không có cái sự nhúng tay của mình thì thực sự cái trận đấy nó rất ít zombie luôn ấy. Không thể ngửi được. Đây rồi. Mà à chứ nhầm, có hero chứ nhở. Mà thực sự mình cầm con này mình không thể cân được hero đâu. Các bạn đừng có trông đợi nhiều vào mình. Tại vì con này nó khá là yếu ớt. Và bọn này cầm súng nữa thì khó chơi lắm. Từ khi mà mình áp sát được từ trước thôi. Còn từ xa như này nó vừa cản zombie này. Còn cái thứ hai thì nó rất là yếu. Muốn cân được zombie thì mình thích là y tá với lại hủy diệt thôi. Cơ bản là hủy diệt đấy. Rồi nó té luôn kìa, đậu xanh cho nữa. Tơ đâu? Mấy cái thằng hero này thì chỉ có tơ mới cân được thôi. Tơ cân tốt hoặc là nhiều zombie một tí. Để mình có thể ăn hàng được. Ôi, thì xong rồi. Tơ chơi gì vậy má? Úi rồi, lách. Thực sự rất là khó anh em ạ. Mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhá. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn.